Chị tướng tá ngon dữ ha. Sau này anh cố gắng là phấn đấu được 1/10 của ba em là ok. Vậy anh có muốn làm con rể của ba em không? Rồi. Có phải là ba hay đi công tác cho nên á mẹ cố tình thuê BT về á để làm phi công trẻ cho mẹ đúng không? Không được nói mẹ biết đâu nha. Đâu quá vậy? Đâu. Đón xem tuyển BT làm phi công, nào ngờ con gái thành rau xanh. Bao sốc, bao hài, bao thực tế. Duy Nguyễn thủ vai chánh và một dàn hot girl mộng nước.